tiết lộ sự thật rùng rợn của nghề luyện âm binh. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại. Ông nội tôi tên Hương, ông có một người bạn thân lâu năm tên là Lý. Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn, hoạn nạn. Chẳng ngại khó ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực. Thế nên gần xa ai cũng quý mến ông Lý. Chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy ông Lý 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành hạ cho ông đau đớn, lê lết, rên rỉ, hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau 3 tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Con người thấy ông Lý sống tốt như thế, lại chẳng có lấy một cái chết yên lành, thì ngửa mặt lên trời mà trách than. Còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài, vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành. Chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng, ông cùng với ông Lý, khi ấy là một chàng trai lanh lợi, tràn trề sức sống. Hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian dài đào vàng vất vả trên đó cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng, lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm. Hôm đó, khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi. Trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hoa. Không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng tối hôm đó, ông Lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông Hoa, người dân tộc Mông ấy. Đó là một căn nhà sàn khang trang. Vào bên trong, gặp ông lão người Mông. Thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết ông Hoa, lão người Mông đó, là thầy phù thủy thờ âm binh. Khi gặp Lý, thấy tướng của Lý hợp căn với mình, nên ông Hoa muốn truyền nghề lại. Một là để không bị thất truyền, hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Thấy Lý hiền lành, có thiên phú dị bẩm, nên ông Hoa quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết. Và từ đó, Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh. Những ngày tháng đó khó quên trong cuộc đời Lý. Nói tới âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút, vì đó là những hồn ma chưa được đầu thai, xong không được ai thờ cúng, dứt dưỡng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi, từ rừng quang đến thôn ấp thị thành. Vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm, người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ. Hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về, cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép. Thông thường, các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những vong linh rất can cường, hung dữ. Và từ đó, chúng trở thành âm binh, phục tùng mệnh lệnh của thầy Pháp. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy, khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách, hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực. Cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi. Rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh giật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì tới điều khiển nữa. Ông Hòa dạy lý, tối nào cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng, không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra, lý chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng lý cũng rất cố gắng để vượt qua, tối nào cũng kiên trì đánh giật với cây nến. Sau khoảng 2 tháng thì thành công. Đó là khi lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, lý xách một xô nước đi tới bãi Tha Ma, cách láng ở khoảng 2 km. Khi tới nơi, đổ nước xuống đất rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên, lý xách xô nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống rồi nằm lên. Một mình giữa bãi Tha Ma tối tăm, lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Cả đêm đó sợ không ngủ được. Vài đêm sau thì lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, lý có thể nằm ngủ ngon lành tới trước 5 giờ sáng rồi thức dậy ra về. Chẳng mấy chốc, lý đã ngủ ở bãi Tha Ma 99 đêm thành công. Tới đêm cuối cùng, lý có một cảm giác rất lạ. Dường như có ai đó luôn đi phía sau mình, mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống, nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát, lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đan xen. Lý mở mắt bật dậy, còn người muốn nổ ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt lý là những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn, kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kỳ dị, ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn, thoát ẩn, thoát hiện trước mắt lý. Đó chính là lúc thành công giai đoạn 2, nằm 100 đêm trên nước ở bãi Tha Ma. Âm khí đã ngấm sâu vào người lý và lý trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma, bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ ba đó là triệu hồn các ma về, luyện chú thuật để điều khiển chúng. Lý được ông Hoa dẫn vào căn phòng thờ âm binh. Ngước mắt nhìn quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người. Ông Hoa nói, xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết, bên dưới là một bát hương to. Lý rót 3 chén rượu, lấy dao trích đầu ngón tay lấy 3 giọt máu nhỏ vào, rồi thắp một nén hương, thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối một nén hương, khi nào thắp đủ 100 nén thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể sai đi làm việc được. Đủ 100 ngày triệu hồi âm binh, rồi được ông Hoa chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề, bắt quyết, phù chú, vẽ bùa. Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều vất vả, lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy, có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh. Có một điều quan trọng mà ông Hoa nhắc đi nhắc lại, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Như vậy, chúng sẽ ghim hận, tìm tới thầy và trả thù. Và khi gọi chúng về, phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn. Không thì chúng đói, sẽ phản lại thầy. Phải đặc biệt chú ý điều này, không được quên. Khi mới vào nghề, Lý khởi nghiệp bằng cách gọi những vong hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện. Có ai thuê, Lý bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương và viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho âm binh đi tìm vong hồn ấy và kéo về, trả lời những câu hỏi của người nhà. Cứ thế, mọi thắc mắc của người thuê Lý đều được trả lời thỏa đáng. Mọi người truyền tai nhau và dần dần Lý cũng được nhiều người biết đến. Rồi ngày càng đông người tìm tới Lý nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân bị chết không thấy xác, tìm tới Lý nhờ giúp đỡ, theo lời Lý dặn trong giấy. Quả nhiên, sau mấy ngày họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Lý càng nổi, sự nghiệp tiến triển, Lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn. Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm việc như tát nước, chặt gỗ mỗi khi có người thuê, và đoàn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, Lý gõ 3 hồi chuông gọi quân về, và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân. Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ 3 năm, Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông Hoa, sư phụ của Lý, phải mất tới 5-7 năm mới làm nổi. Danh tiếng nổi như cồn. Lúc này, Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời răn dạy của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của những người luyện âm binh. Lúc còn học nghệ, ông Hoa đã dặn đi dặn lại, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người, vì ắt sẽ gặp quả báo. Thầy Pháp có cao tay ấn đến mức nào, đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mòng mà thôi. Lý đã phớt lờ đi những lời răn dạy của sư phụ. Đồng tiền đã che tai, bịt mắt Lý lại. Cứ thế, càng ngày Lý càng lấn sâu vào những phi vụ đen tối, đem âm binh đi hại người. Lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này. Không ít những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ Lý triệt hạ các đối thủ, cản bước làm ăn của chúng, và Lý đều nhận lời. Lý chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những lán trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường, xô cho ngã xuống núi, dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ, mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật và không sức làm gì được mà thôi. Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của ông Hoa. Ông không kìm được tức giận, lập tức tìm đến gặp Lý. Ông Hoa mắng mỏ hắn một trận, hắn giận lễ phép, dân dạ với thầy. Hắn nói là hắn không dùng âm binh để giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hoa thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền. Ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng. Không khuyên ngăn được Lý, ông đành thở dài mà ra về. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử mình dấn sâu thêm vào vực thẳm tội lỗi, ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa, nên ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác. Nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của Lý, mục đích là chặn Lý lại, buộc hắn phải dừng tay tạo ác. Và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra. Vì Lý không biết trước nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập tới, bao vây tứ phía, rồi ào ào xông tới quyết chiến, âm binh của Lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị đâm xối xả, lớp gục xuống, gào thét đau đớn. Đêm hôm đó, trong làn gió, mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con, đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thương vong rất nhiều. 5 giờ sáng, khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá quả sực nhớ ra rằng mình đã không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi, đói khát cồn cào. Đã vậy, về nhà lại không được cho ăn. Đám âm binh đùng đùng nổi giận. Bao nhiêu bức xúc, chúng dồn hết lên đầu Lý. Chỉ chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến Lý không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào, chỉ thấy Lý nằm giật trên sàn, mắt nhắm, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu: "Tìm ông qua", rồi lăn ra bất tỉnh. Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông qua để cầu cứu, nhưng ông lão từ chối. Ông nói Lý đáng bị như vậy, gieo nhân nào gặp quả ấy. Có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu Lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ. Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết, ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông qua, khẩn cầu ông ra tay cứu Lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông qua: "Không là không." Thực ra, ông qua có một nỗi khổ giấu kín trong lòng, chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng dặn co dữ dội. Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho tới khi ông qua nhận lời. Cuối cùng, ông qua cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của Lý. Tới nơi, ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Còn ông qua thì thấy rất nhiều âm binh, mặt mày hung tợn, còn đang bao vây đó, chưa chịu buông tha cho Lý. Ông qua đứng yên lặng một lát để quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi. Rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không ra tay sớm, không chỉ Lý sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu quả về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, không ai điều khiển được chúng nữa. Để càng lâu, chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một âm sào quỷ quyệt, tác quái gây hại cho dân. Khổ nỗi ông qua đã già, lại đã giải nghệ, không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó. Không còn cách nào khác, ông phải lặn lội mời tới sư huynh của mình, thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Hoàng. Nể tình đồng môn huynh đệ, cũng vì muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu quả mai sau, ông Hoàng nhận lời. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đâm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu, ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông qua. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông Hoàng nói: "Đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu hắn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân." Dù biết điều đó, nhưng ông Hoa vẫn muốn cứu Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa Lý vào nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông Hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì chuyện này được. Ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông Hoa một quyển sách đã ngã màu, cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển bí kíp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kíp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử, thế nên chỉ ông Hoàng mới có. Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào. Ông Hoàng đành phá lệ giao bí kíp cho sư đệ mình, dặn sư đệ bảo trọng, rồi quay lưng bước đi. Ông Hoa thở dài, tay lật từng trang sách, mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kíp, ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn, nhốt đám âm binh ấy lại. Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư phải hao tổn rất nhiều pháp lực để triển khai, mà ông Hoa thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian, pháp lực sút giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử mình thoát khỏi nguy kịch. Ông Hoa gọi tôi đến để phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu khoảng nửa mét. Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Ông Hoa làm phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc. Ông tôi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất, nối 8 cái cọc đó với nhau thành hình bát quái. Rồi lại tìm 2 con mèo, một đen một trắng, đặt vào 2 điểm tương ứng như 2 mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt. Ông Hoa đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông Hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông Hoa đốt đúng 100 nén hương cắm vào đó. Ông Hoa giải thích, để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào, ta đem đồ ăn thức uống bày ra mời chúng. Thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận. Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận. Đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông Hoa đã thành người nửa âm nửa dương. Dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông Hoa sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp. Giờ Tý, đúng nửa đêm, ông Hoa rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết đó là vẽ bùa, còn cụ thể là bùa gì thì trời biết, đất biết, ông qua biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông qua ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng răm răm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới, che kín ánh trăng dằn vặt của đêm rằm tháng 7. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang màu tăm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Cát bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngả như muốn văng ra khỏi mặt đất. Ông Hoa thì thầm vào tai của ông tôi, nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng tới đông đủ. Bất chợt, ông Hoa dùng đứng dậy, vụt đến chỗ trận pháp. Lẹ làng như một cơn gió, ông rút ra một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong 8 cây cọc, kích hoạt trận đồ bát quái. Đám âm binh thấy động, lập tức ào ào xông đến tấn công ông Hoa. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Đau đớn, chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên, hướng về phía ông Hoa gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị dây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này tới lớp khác, điên cuồng, đem hết sức lực, cố xông ra khỏi kết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hoa là thấy, ông tôi chỉ sau này mới được ông Hoa kể lại. Ở bên ngoài, ông Hoa hộ pháp nhanh thoăn thoắt, vừa di chuyển quanh 8 chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa, ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh ma trời giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông Hoa khuỵu xuống, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi vội lao tới, đỡ ông dậy. Chỉ thấy gương mặt ông Hoa tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả. Dương khí trong ông đã tiêu hao hết. Ông tôi cõng ông Hoa về nhà nghỉ ngơi, rồi theo lời dặn của ông Hoa, ông tôi quay lại chỗ trận đồ bát quái, đóng tất cả 8 cọc ghim sâu xuống, rồi lấy đắp lất bằng cái hố cát bắt giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông Hoa, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, táy máy rút một cái cọc lên, trận pháp sẽ lập tức sụp đổ. Đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào ào xông ra. Bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết, chúng sẽ điên cuồng tấn công, ám hại dân quanh vùng, hậu quả khôn lường. Về tới nhà, ông Hoa lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy tro hòa vào chén rượu, đem cho Lý uống. Quả nhiên, Lý uống xong, chỉ khoảng 1 tiếng thì tỉnh lại, cơ thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe không còn được một nửa như trước. Lý cũng hiểu được đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu. Còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt Lý rưng rưng lệ, lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ, cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thấy Lý tới, ông Hoa chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thong thả khuyên Lý vài câu, đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện, siêng năng tạo phước thật nhiều, mới có thể hóa giải phần nào nghiệp chướng lúc trước đã tạo. Có thế mới mong sống yên ổn được. Sâu trong lòng, Lý đã thực sự hối hận. Lý hứa sẽ làm đúng như lời ông Hoa căn dặn, và đó là những lời nói thật lòng. Nhìn gương mặt thầy mình hốc hác và đi tới cả chục tuổi chỉ trong một đoạn ngắn thời gian, Bằng con mắt của một thầy phù thủy, Lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy guộc ấy. Ông Hòa chẳng còn sống được bao lâu. Những giọt nước mắt muộn màng, lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử. Ông Hòa tiếp lời: "Thôi, con đừng buồn nữa. Con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng." 3 tháng sau, ông Hòa mất. Lý, ông nội tôi cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ, tiễn đưa ông Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tâm can những người có mặt. Những ngày sau đó, hằng đêm trong giấc mơ của Lý luôn văng vẳng những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh. Vì có một mối liên thông giữa chúng với Lý, nên dù không thoát ra khỏi trận pháp, chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của Lý, đòi Lý thả chúng ra. Không thì cũng dày dò tâm can Lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm ra. Đêm nào cũng vậy, khiến Lý cực kỳ bất an. Cuối cùng, Lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất Lai Châu ấy, lên đường trở về quê nhà. Lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm nhiều việc thiện. Ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay, mà không nhờ Lý cũng giúp, chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên làng xóm ai cũng thương, cũng quý, mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho tới tận những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông Lý liệt giường liệt chiếu, người đời cho rằng trời bất công. Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ông biết luật nhân quả một ly cũng không có sai, chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi. Kể tới đây, đôi mắt ông nội tôi đỏ ngầu rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: "Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể." Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, luôn dẫn bước soi đường cho tôi trên những nẻo đường đời. Khoáng ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp, làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân, sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dâng. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt, mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn, và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi! Lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó! Sợ quá! Tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu!" Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Người ưa câu cá. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào, người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt, thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng nề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang. Hôm đó là Chủ nhật, A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chật cửa, yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Bang ưa ăn cá và nội tạng. Nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Bang bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quáng dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện, là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Bang đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng và yết hầu của A Bang. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ, nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Thị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục 2 lần đều giật giải quán quân. Dương Thi Sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạm vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi, cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn, thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây, ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h, nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao, thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn 1 tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết té phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Vì hễ khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì 2 khóe mép của ông lại lở loét xương phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kín. 1 tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét. 2 khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, há rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lỡ vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buột miệng nói: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à." Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh, giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều kéo rách miệng cá, làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ, ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là, ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa. Đối trước Phật, ông Chí Thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa, Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó, ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Nguyên nhân sư Diệu Dung xuất gia. Tôi chào đời trong một gia đình công nhân phổ thông. Gia cảnh cha mẹ đôi bên tương đối khác biệt. Mẹ tôi là một người rất tin thờ thuyết, trên đầu 3 thước có thần linh. Cực kỳ tôn trọng đạo đức gia đình theo truyền thống Đông Phương, và trưởng thành từ trong đó. Điều này có thể nói là do ảnh hưởng tổ tiên bên ngoại của mẹ tôi. Bởi dòng họ Lý có 2 vị tiên hiền, nhưng tôi không rõ đời nào là thầy của nhà vua Triều Thanh, được hoàng đế ân phong là Võ Trạng Nguyên. Dựa theo bối cảnh lịch sử trên, gia tộc chúng tôi đã có một thời hiển hách, huy hoàng và cực thịnh. Bà ngoại kể, tổ tiên bà rất ưa làm phúc, gia phong liêm chánh. Những năm đói kém thường mở kho bố thí, nấu cháo cứu tế, chẩn bần giải tai. Nhờ âm đức tổ tiên, cho dù đến bà Cố Gia Đạo, tuy có suy vi, nhưng vẫn giữ y nếp xưa theo đúng lời ông cha hằng giáo huấn, phải luôn dùng đức báo oán, dùng thiện đãi nhân. Đây là việc đáng mừng, đáng tự hào cho dòng tộc. Bà ngoại tôi sau khi kết hôn, gia phong vẫn duy trì chánh khí, nhất là đối với con gái, lo huấn luyện nữ công thêu thùa, gia chánh khéo léo, khi cười vẫn giữ oai nghi, đi đứng nghiêm trang, hiếu kính song thân, chu đáo với khách. Phải nói là tất cả con cháu đều được giáo dục kỹ lưỡng. Bà ngoại sinh 6 con, gồm 3 trai, 3 gái. Mẹ tôi là trưởng nữ, nhờ thọ hưởng nền giáo dục tốt nên được lợi ích rất lớn. Mẹ tôi từ nhỏ, tính tình ôn nhu hiền lương, thành tín, minh lễ đối với người khoan hậu, thông minh khéo léo. Bà cùng Phật môn đặc biệt có duyên. Ngoại trừ thời chiến loạn, bà chào đời trong chùa. Sau khi bà ra đời không lâu, thì ông ngoại mua bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu và tượng Quan Âm, 1000 tay 1000 mắt, từ Thượng Hải đem về thờ. Ông bà ngoại và bà cố tôi đều kinh ngạc khi phát hiện mẹ tôi càng lớn, càng giống hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo, điều này thành là đầu đề bàn tán của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Thật là rất ngộ. Mẫu thân tôi tính tình dịu dàng ôn nhu, rất thích thi họa. Tuy học chưa hết đệ ngũ, nhưng bà rất có tài. Năm 1958, gia cảnh càng khó khăn, chị em tăng thành 6 người. Do vậy mà mới 14 tuổi, mẹ tôi bị bắt phải thôi học để đi làm, phụ sớ chia gánh nặng cuộc sống cùng cha. Vì hiếu thuận, bà ngoan ngoãn vâng lệnh, chẳng mảy may có lời than oán. Tiếp theo đó, bà nếm trải 10 năm phong vũ luyện mài, phải làm nhiều việc khác nhau để sinh nhai, nhưng chẳng vì vậy mà bị thui chột trí thức đối với khát vọng về chân đế cuộc đời. Trong đoạn văn Tư Ngộ, bà viết: cuộc đời tôi giống như một quyển sách dày, lật trang nào cũng đều có mưa cuồng bão dữ. Muốn chọn một bến đỗ giữa phong ba, cũng phải ra sức phấn đấu trong cảnh nổi chìm. Tuy đã nhìn thấy bờ rồi, mà vẫn còn cách một khoảng xa, nên dần phải hướng lên, tiến tới mãi. Cuộc đời tôi cũng giống như vậy, vẫn luôn phải cố gắng tiến bước không ngừng về miền đất Thanh, phải quỳ dài mà tiến lên. Cả đời mẹ tôi thường nhẫn nhục gánh vác, đối với nhân sinh luôn có cái nhìn hướng thượng, thiên về nẻo sáng. Năm 1997, trải qua mấy mươi năm mài luyện chua cay, cuối cùng vận mệnh mẹ tôi cũng phát, và nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu tháng 6 năm đó, bà lên Nga Mi hoan hỉ nghe giảng kinh. Lời dạy của Phật như trận mưa cam lộ tưới đẫm vào nội tâm khô cằn của bà. Mẹ như kẻ nghèo gặp châu báu, rơi lệ như mưa. Tuy chưa quy y, nhưng từ năm 1997 phát tâm ăn chay trường cho đến nay. Hiện tại, bà là đệ tử Tam Bảo, quyết tâm ngay một đời này, liễu thoát sinh tử, xin cầu cho mười phương, tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời gia hộ mẹ tôi, có thể vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sinh tử, viên mãn đại nguyện Bồ Đề. Sau khi tham gia quân ngũ rồi, tôi mới bắt đầu học Phật, dưới sự dắt dìu của mẫu thân. Tôi thấm nhuần Pháp ít. Học Phật không lâu thì gặp dịp bộ đội cắt giảm 50 vạn nhân sự. Tôi vội xin từ chức, giả biệt 7 năm sống trong quân đội, chuyển về địa phương. Mặc dù điều kiện công tác đang được ưu đãi, lãnh lương rất cao, nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy cuộc sống khổ phiền và ngột ngạt. Dần dần nhen nhúm ý muốn xuất gia. Có thể đây là nhân duyên đời trước của tôi, nhưng cũng có thể nói từng bước trưởng thành của tôi đều không rời bàn tay nâng đỡ, giáo huấn dắt dìu chuẩn mực của mẫu thân. Mẹ tôi dạy, xuất gia không phải việc nhỏ, con phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định. Việc này giống như mũi tên, một khi đã bắn ra, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nếu có chết á, thì cũng phải chết với con đường hoằng pháp nghe con. Cảm ơn Phật Bồ Tát đã an bài. Không bao lâu, tôi được Hòa Thượng Thể Quang, vị cao đức đương kim Thiền Tông thu nạp. Thực cảm ơn sư phụ đã từ bi, hai lần tiếp kiến đều đáp ứng thỉnh cầu xuất gia của tôi. Khoảng tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ công tác, nhiều người thèm muốn, được mẫu thân hỗ trợ. Tôi bố thí hết y phục vật dụng thế tục, sửa soạn hành trang giản đơn, lên xe lửa Nam Hạ. Mẹ tôi cần khổ một đời, chỉ có duy nhất một con gái là tôi. Song, bà vẫn có thể cứng rắn đúng hẹn, hộ tống tôi đến chùa Tịnh Cư, núi Dân Cư, tỉnh Giang Tây. Ngày 28 tháng 8 năm 1999 âm lịch, tôi chính thức thế pháp xuất gia, được sư phụ ban cho pháp hiệu Diệu Dung, tự Thanh Minh. Từ sau khi phụ thân mất, hai mẹ con chúng tôi nương nhau mà sống, cùng bầu bạn hơn 10 năm qua. Lúc nghỉ phép, tôi rất thích nghe mẫu thân nhắc về thời thơ ấu của mình. Mỗi khi bà kể, căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười. Do tính tôi thuở bé khác biệt với đa số trẻ nít, khiến mẹ tôi nếm đủ mùi đau đầu. Mẹ kể, người ta thường nói, con nít mới sinh rất xấu xí, nhăn nhúm. Nhưng tôi sinh ra, ấn đường no đầy, rất sáng, sống mũi hiện rõ thẳng cao, mặt mày hồng hào, hai má lúm đồng tiền. Bà mụ khi phụ đỡ đã không ngừng tắm tắt. Ôi trời đất ơi! Sao bà, con bé nó xinh quá đi thôi à! Và em bé xinh đẹp này, mấy ngày sau đã khiến cho mẹ dở khóc dở cười vì màn quấy nhiễu kinh khủng. Trước tiên, vừa chào đời, thì tôi khóc oa oa, và cứ thế tấu mãi không ngừng, suốt 100 ngày đêm chẳng gián đoạn. Tôi cứ đêm khóc ngày nghỉ. Mẫu thân kể, tôi có thể khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ, thành tích vượt hơn chỉ tiêu này cũng có mấy lần, nhất là vào nửa đêm, khiến 2-3 dãy nhà của các chú dì ngụ xung quanh đều bị tiếng khóc của tôi hành hạ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó ba mẹ tôi có thể chịu đựng được, và cam cảnh tra tấn như vậy suốt hơn 3 tháng trời ròng rã, bất kể ngày đêm. Mẫu thân tôi bản tính vốn độ lượng, mỗi khi tôi khóc, bà luôn khôi hài bảo. Nữ ca sĩ nhí nhà ta bắt đầu khoe âm thanh vượt không gian rồi. Cũng có người mách nước, bảo gia đình nên viết mấy chữ vào tờ giấy vàng như Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Nhà tôi có con bé khóc hăng, quân tử đi ngang đọc mấy biến, hễ thức liền ngủ đến sáng, ngoan. Nhưng mẫu thân cảm thấy chịu đựng được, nên chẳng viết chán chi. Lúc đó, hình như tôi được thể, cứ khóc mãi không thôi. Ngay cả ban đêm, bất kể bạn thích hay không, nữ ca sĩ nhí tôi cứ ngân mãi âm dai, hét cao, sướng to cực độ. Đủ trăm ngày mới đình chỉ. Bà mẹ và láng giềng cuối cùng cũng được hưởng phút giây bình yên. Tuy tôi khóc lâu như vậy, song chẳng ai nghiên cứu, tìm hiểu hay đem đến bác sĩ khám chi cả. Bây giờ thì tôi suy đoán, có thể do thấy thế gian này khổ quá, nên tôi mới khóc dữ vậy đó. Mẹ kể, khi tôi tạm lớn chút, trông rất mũm mĩm, mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, ai cũng cưng yêu và bảo rất thích đôi mắt sáng to trong veo của tôi. Mỗi lần gặp đều không nhịn được, luôn muốn dừng lại trêu tôi đôi chút. Nhưng tôi khăng khăng không cho bất kỳ ai chọc phá, ngay cả phụ mẫu còn không thể, huống nữa là người ngoài. Đa số con nít ưa tụ họp chơi đùa, nhưng tôi hễ bị trêu là không ưa và phản đối bằng cách khóc lên. Tôi không hay chơi đùa với các trẻ khác, cũng không ưa ồn đông đúc. Khi chụp hình kỷ niệm toàn gia, cả gia đình ai cũng chọc cho tôi cười, nhưng không sao khiến cho tôi cười được. Các dì tôi thường đùa, gọi tôi là Tiểu Nhi thâm độc. Hôm nay, tôi đã là người cửa Phật. Có thể tạm giải thích nguyên nhân tính khí của mình theo bài kệ cảnh tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, mệnh cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có gì vui. Có lẽ tư duy này tiềm ẩn trong tàng thức, nên mới khiến tôi buồn khóc, vì thêm một lần nữa bị bất hạnh luân hồi lưu chuyển. Hình như giải thích như thế này có vẻ hợp hơn. Lúc được 14 tháng, tôi vào nhà trẻ. Mẹ tôi mấy lần lén quan sát, thấy tôi thường im lặng ngồi một mình, cứ trơ như gỗ nhìn đám đông. Các bạn nhỏ giống như tôi mới đến thế gian này chưa lâu. Đám con nít với đủ trạng thái, cười có, khóc có, bò có, quỳ có, vân vân. Những hiện tượng hỗn tạp này hình như khiến tôi vô phương tiếp nhận, nên đôi mày thường nhíu lại, hiện vẻ căng thẳng. Có lúc gặp bạn nhỏ chủ động tới chơi, muốn an ủi con bé cô độc như tôi, thì tôi luôn tỏ ý ưa ngồi một mình, chừng như khó hòa nhập cùng đám đông. Do vậy mà các dì tôi nói, hiện tại là Tiểu Nhi thâm độc, lớn lên là Đại Nha Đầu thâm độc. Nhưng tôi cũng thích giúp đỡ bạn. Bạn làm rớt bánh, thì tôi cúi xuống lượm đưa cho. Vậy mà nó tưởng tôi dành ăn, nên cắn tôi. Đúng là hiểu quá sai, đồ cái thứ, lấy ác đáp thiện. Tôi oan khuất bật khóc, sau đó chẳng ưa chơi hộp quần nữa. Mẫu thân nói, tôi từ nhỏ đã ngủ rất ít, cực ít, chưa từng nghỉ trưa. Mẫu thân làm việc khoảng 6 giờ thức dậy, thì tôi cũng thức theo, trưa cũng chẳng ngủ. Vào nhà trẻ buổi trưa cho ngủ 3 tiếng, tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ, cô giáo cũng bó tay. Khoảng 3 tuổi, trí lực tôi tạm khai mở, bầu bạn cùng các câu chuyện đồng thoại thật hay do mẹ kể mà lớn lên. Nhân vật trong chuyện luôn xả thân vì người, phẩm cách chân thành, thiện lương tươi mát, cứ vậy mà thấm sâu vào tâm linh thơ dại của tôi. Sức nhớ và sự tưởng tượng, tư duy của tôi tương đối cao. Tôi học tập rất dễ, không hề tốn sức. Tôi có một tật khiến cho mẹ rất phiền, là hồi nhỏ, mỗi khi mẹ chải tóc, tôi luôn dãy nảy khó chịu, giống như bị cực hình. Mùa hạ, mỗi lần mẹ chải tóc, tôi đều khóc ầm lên, khóc đến mặt mày nhem nhuốc, khiến mẹ cũng toát mồ hôi theo. Ngày nào cũng vậy, ai mà chịu thấu. Cuối cùng, mẹ tôi nói, thôi thì cạo quách nó đi cho yên chuyện. Vì vậy mà 2 tuổi, tôi đã cạo đầu, 3 tuổi lại cạo lần nữa. Nếu không tiện để tóc dài, thì cứ cắt như kiểu con trai. như vậy cả tôi lẫn mẹ đều khỏe. Bây giờ thì khỏe hơn nữa vì được cạo vĩnh viễn. Mẹ tôi nói, tôi rất có phong thái và thích làm khất sĩ. Mùa hạ, đến giờ ăn, mẹ chưa tan sở về nhà. Do ở chung cư trời nóng, mọi người hay dọn ăn ngoài sân. Nhà nhà cách nhau không xa, những lúc đó tôi thường cầm cái chén, đến gần họ, đứng bên bàn không nói gì, im lặng nhìn họ ăn cơm. Láng giềng thấy vậy mỉm cười, nhìn tiểu khất sĩ nhỏ bé như tôi, hỏi, con đói bụng hả? Tôi im lặng gật đầu. Họ liền đơm cơm và thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như tôi ăn chưa đủ, thì lại đến cạnh bàn họ im lặng, khất thực lần nữa. Cho đến bao giờ cảm thấy no bụng thì thôi. Việc này từng xảy ra lúc tôi 4-5 tuổi, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi học rất mau biết, siêng năng, nhớ dai. Tùy theo tuổi tác tăng, mà năng lực làm việc cũng phát mạnh mẽ. Hồi học lớp ấu nhi, 5 tuổi tôi đã được cô giáo chỉ định làm trợ thủ, giao cho nhiều việc để làm. Lên tiểu học, năng lực này càng tăng, thành tích học luôn ưu tú. Tôi làm việc sôi nổi nhiệt tình, yêu tập thể. Suốt 6 năm tiểu học, luôn được trường bầu chọn là học sinh xuất sắc. Năm nào cũng làm trưởng lớp và chẳng còn chút dấu vết gì của tiểu nhi thâm độc. Nhưng tôi vẫn có thói quen ngủ ít, không bao giờ ngủ trưa. Tôi làm việc học tập luôn đứng đầu, nên kiêu khí cũng tăng cao. Cô chủ nhiệm muốn dẹp kiêu khí của tôi, nên trong niên học nọ, đã cố ý đem mỹ danh học sinh ưu tú cấp tỉnh của tôi dán xuống cấp địa phương. Vì việc này mà cô phải đặc biệt đến nhờ mẹ tôi phụ giúp. Mẹ tôi hào sảng đáp ứng. Nào ngờ sau việc đó, cô bị hiệu trưởng giận dữ quở trách, rất nghiêm. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm hiểu cô vì lo cho tôi, mà phải động não dụng tâm gian khổ. Trong lòng tôi xấu hổ, áy náy mãi. Mỗi khi nhớ đến nghĩa tình, ân sư nan báo kia, tâm cứ nặng nề như bị đá đè. Hồi tưởng lại thời thiếu nhi, cha mẹ tôi đồng lương khiêm tốn, ráng lo cho tôi ăn học. Tôi chơi với bạn, họ cần gì tôi đều đáp ứng. Có khi bạn mượn 1 đồng, 2 đồng, không trả nữa, tôi cũng chẳng đòi. Khi tôi lớn lên làm việc, kiếm tiền rất dễ dàng, kinh tế độc lập. Những y phục vật dụng đắt tiền, từ 100, 200, thậm chí đến số ngàn, chỉ cần bạn thích là tôi sẵn sàng biếu cho. Xuất gia rồi, tính cho biếu rộng rãi này càng phát hơn. Hồi tưởng cuộc đời mình gần 30 năm, tôi có cảm giác, ắt hẳn kiếp quá khứ mình từng là tu sĩ. Do hối hận, một niệm mê đi vào luân hồi thọ khổ, nên mới khóc dai dẳng. Tính không ưa chơi đùa ồn ào, mà quen khất thực, biết thương xót tử vong, yêu quý động vật, xem nhẹ tiền tài. Mọi việc nếu tư duy theo kiểu này, thì đây có lẽ là đáp án chính xác. Nhiều người hay hỏi tôi một câu họ thắc mắc chung là, vì sao lại xuất gia? Quả tình tất cả họ đều nghĩ không thông nên cứ suy đoán mãi, rốt cuộc đành kết luận rằng, chỉ có thất tình chán đời, sự nghiệp thất bại, bị phụ rẫy, tinh thần bị sốc, vân vân nên mới phải xuất gia. Thậm chí các bằng hữu cố cựu của tôi còn nổi giận tìm đến gây cãi, mắng tôi là kẻ tự cam đọa lạc, quá mê tín cố chấp nên mới xuất gia, và họ xúm nhau thuyết phục khuyên tôi mau mau quay về. Đúng là cái nhìn thế nhân dành cho các tu sĩ hiểu lầm quá sâu. Họ cho rằng sự lựa chọn của tôi là không có lý trí, là bất bình thường, là điên. Sao là bình thường? Sao là bất bình thường? Trước khi tôi xuất gia, cũng từng sống rất vui nhộn như bao người. Thời ấu niên tôi bầu bạn và lớn lên cùng với những câu chuyện đồng thoại mà mẹ kể. thời tiểu học, sơ trung, cao trung, tôi ưa nhất là thú vui đọc sách, trữ sách. Thư viện riêng của tôi chứa đầy danh tác thế giới. Tôi hay sưu tầm trích dẫn các danh ngôn danh nhân, rút tỉa chân thiện mỹ từ trong đó, và thường đem các câu răn dạy của cổ thánh tiên hiền để răn nhắc khuyên mình tiến lên. Thời sơ trung, tôi ưa đọc các sách huyền bí nói về đĩa bay. Trong não chứa đầy những thắc mắc như: có người ngoại hành tinh ở địa cầu khác chăng? Trời cao đến đâu? Sau khi chết rồi, mình sẽ đi về đâu? Năm đó, tốt nghiệp sơ trung, một bạn thân của tôi vì thi rớt, nên uống thuốc rầy tự tử. Nhìn tấm ảnh cô bạn gái tuổi trẻ, mặt còn non choẹt, đôi mắt sáng như thuở nào, còn đeo theo tôi chơi đùa trò chuyện. Tôi rơi nước mắt. Mạng sống sao quá vô thường mong manh, ngắn ngủi trong hơi thở. Sống không phải để đau khổ, mà phải làm sao để không khổ. Tôi nhìn thấy bạn bè quanh mình vì tranh giành công danh, vùi đầu học thi, lo chuyện đậu rớt, mà khổ đau rên rỉ. Dõi nhìn đại lộ dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng, mặt mày khẩn trương, chứa đầy phiền lo không đâu. Các nam nữ tuổi trẻ thì cuồng nhiệt săn đuổi, bắt chước theo thời trang của các ngôi sao điện ảnh, tranh hơn thua nhau bằng hàng hiệu, dùng quần áo đúng mốt thời thượng để lòe nhau. Tôi thầm nghĩ, những đua đòi trần thế lao xao thật hỗn tạp và bát nháo. Đằng sau những cạnh tranh khốc liệt vô nghĩa đó, phải chăng có nhiều người vẫn âm thầm thiết cô độc, tự an ủi mình trong thê lương? Rốt cuộc, con người ta sống để làm gì? Đi học cực khổ, nỗ lực phấn đấu, cả đời vật lộn đua tranh là để truy cầu cái gì? Có phải tiền bạc, vật chất cũng không đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống chăng? Còn tình yêu nam nữ, những lời hẹn biển thề non, những lời nguyện hứa sống chết với tình, liệu có thể duy trì và kéo dài bao lâu? Tôi cảm thấy rất cô tịch, chán nản, tâm linh luôn buồn rầu cảm thán. Những cảm xúc yếm thế này nhanh chóng bị cuộc đua tranh thi vào đại học phủ lấp, nhưng lại chuyển thành làn sóng ngầm mạnh mẽ ẩn tàng tận đáy lòng tôi. Tôi nghĩ, thôi thì dùng màu áo lính và cuộc sống quân sự để thay đổi nếp sinh hoạt sa sút. Tiếc là, cảnh vui không bao giờ bền lâu. Một bước trở thành nữ sĩ quan, tôi dần dần cảm thấy chán phiền trong cảnh thay đi thịt bước, bầu rượu túi cơm này, chán nếp sinh hoạt tẻ nhạt và những mối giao tế hư ngụy, chán ghét sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, làm việc kiếm tiền, dưỡng da nuôi miệng, tiêu khiển giải trí, ngày lại ngày, năm qua năm, cứ thế không đổi. Hôm qua chờ hôm nay đợi ngày mai, không có gì khác lạ. Tôi bi ai, cảm thấy mình từng bước tiến về tử vong một cách khó chịu. Lỗ Tấn nói, không hài lòng là đang hướng thượng. Nhưng bây giờ, tiền tài, danh vọng, địa vị, những thứ mà thường nhân cả đời ước ao tranh giành không ngừng, thì tôi có rất dễ, nhưng lại thấy chẳng có chút ý nghĩa chi. Tôi tuyệt không có tâm muốn chiếm hữu. Thế thì tôi truy cầu cái gì trong cuộc sống? Tôi giống như một kẻ lang thang ưu buồn, lạnh lẽo, vọng nhìn chung quanh, sau lưng mang mang, trước mắt mờ mịt. Tôi thử sống như mọi người, cũng tiêu xài, giải trí theo cách sang cả phong lưu, dùng toàn hàng cao cấp đắt tiền, cũng quần là áo lụa, trang điểm thật xinh, thử vào các quán sang trọng rực rỡ ánh đèn, nhấm nháp cà phê, sâm banh. Nhưng lại thấy thê thảm hơn khi phát hiện mình giống như một tên hề đáng thương không thuộc vai diễn, ngồi co ro trong một góc. Sau đó, tôi gửi tình vào sơn thủy, lấy thiên nhiên làm lương dược, để điều trị tâm linh bất thường này. tôi mê say và thích sống giống như tác phẩm Đạo Hoa Nguyên Ký từng diễn tả, muốn làm ẩn sĩ để mùa đông hái cúc, mùa hạ ngắm núi Nam. Cây kiệu lấy núi đồi bách tùng làm bạn lữ, sinh hoạt thanh nhàn, với mây trắng gió lành làm tôi thích thú. Ở trên núi, tôi được dịp tiếp xúc với tự viện và người xuất gia, bước vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tâm tư phiền muộn bất an trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vọng nhìn một tăng sĩ mặc áo tu, phong thái siêu nhiên thanh thoát, tôi bỗng khởi tâm ngưỡng mộ ước ao, tự nói thầm: nếu như ngày nào đó tôi được mặc chiếc áo giải thoát này thì tuyệt biết mấy. Nhân duyên hội đủ, song thân tôi quy y Phật môn làm cư sĩ. Nhân đó cũng dìu dắt tôi đi vào đường học Phật. Tôi vô cùng cảm tạ mẫu thân đã giúp cho tôi có bước rẽ trọng đại. Mẹ tôi nhẫn nại giảng giải. Tôi bỏ công nghiên cứu một số kinh sách để thâm nhập Phật môn, cảm thấy như vừa tỉnh cơn mê dài, vui gì, thoát thai đổi cốt. Những cảm xúc khó chịu quẩn bách trong tôi thấy đều tìm được đáp án nơi kinh Phật. Tôi chưa bao giờ có qua niềm khinh an hỷ duyệt như thế này, lòng cảm kích không nguôi. Tuy tôi là một bác sĩ, nhưng chỉ có thể giải quyết cái khổ nhất thời cho thân xác bệnh nhân, còn cái khổ về tinh thần, cái khổ của tử vong thì vô phương đào thoát. Và đối với vấn đề căn bản trọng đại như sinh tử, tôi đành thúc thủ bó tay. Phật là đại y dương không gì không thể trị, là bác sĩ tài giỏi tối cao trong cuộc đời, bệnh gì Ngài cũng có thể chữa. Tôi muốn tu học theo Phật, và tôi khó bề kìm nén ước muốn này, càng vô phương khắc chế niềm tôn kính, muốn đảnh lễ tạ ân cao vợi không gì sánh được của Phật. Tôi biết, từ vô lượng kiếp đến nay, mình tội nghiệp vốn thâm trọng. Vì vậy sau khi quy y làm cư sĩ, tôi nỗ lực bố thí, đem tiền bạc vật dụng sở hữu cúng dường tượng Phật, in kinh sách, phóng sinh, hộ trì tự viện, vân vân. Thậm chí, có mượn tiền cũng phải làm cho bằng được. Bây giờ nhớ lại thái độ chấp trước để bố thí lúc đó mà buồn cười. Khi gặp Phật Pháp, tôi cho rằng mình đã tìm được kho báu tối trân quý trong đời. Thế là đem tất cả sách thế tục, sách danh nhân và mọi danh tác, bưu tem mà mình từng tích chứa sưu tầm từ trước đến nay, cho hết, không cần nữa, những chuyện về chư Phật Bồ Tát, Đại Từ Bi và lịch Đại Thánh Đức Cao Tăng hạnh nguyện thâm sâu, khiến tôi cảm động rơi lệ đầm đìa như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Sư Ứng Quang, Đại Sư Quảng Khâm. Các ngài có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại dũng, đại bi, đi vào đời vì chúng sinh bằng sự nghiệp xuất thế, nhẫn nhục gánh vác, nguyện lực hùng thâm, hoằng dương chính pháp, quảng độ chúng sinh, quá tuyệt vời như vậy. Mỗi đều là Bồ Tát hóa thân, thừa nguyện tái lai, khiến bao nỗi niềm cảm kích, xúc động, tôn kính, khâm phục, sùng bái cứ trào dâng và thấm đẫm toàn thân tôi. Người thế gian do quan niệm sai lầm nên miệt thị giới tu sĩ, có kẻ cho người xuất gia là hạng ăn xin lường gạt dối lừa, có kẻ cho người tu là trốn trách nhiệm bổn phận xã hội, muốn náo thân nơi cửa chùa làm ký sinh trùng hưởng thụ, là kẻ giả thần lộng quỷ mê hoặc người. Có kẻ còn tưởng các tu sĩ giống như các nhân vật trong truyện tình cảm ủy mị hay các truyện võ hiệp thường viết, vì thất tình mà đi tu, hoặc là bậc đại hiệp có võ công tuyệt thế. Trong lòng tôi bỗng nghe đau âm thầm, đau mà không thể nói. Nỗi đau này càng đẩy tôi bước nhanh vào đường xuất gia. Trong Phật môn, hữu cầu tất ứng. Hoặc có lẽ trong vô hình, trời xanh đã thầm an bày. Không bao lâu, tôi được vị ân sư đạo cao đức trọng 80 tuổi thế phát cho. Sư phụ tôi xuất gia từ nhỏ, một đời khổ hạnh. Thời tuổi trẻ, Ngài lên núi tu hành, lấy rau cỏ làm thức ăn. Thu hạ xuân đông, chỉ có một y bá nạp, giá chùm giá đực. Ngày ăn một bữa, tùy cảnh mà ăn, chẳng cầu danh lợi. Ngài vui sống đạm bạc theo tôn chỉ, chẳng vì bản thân cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh thoát khổ đau. Được Ngài Hư Vân ngợi khen. Tôi quyết định dùng máu mình chép kinh cúng dường, bày tỏ tâm nguyện muốn làm tu sĩ. Cảm ơn sư phụ từ ái nhiếp thọ và mẫu thân sáng suốt cương nghị đã đưa tôi đến con đường giải thoát, nhận thọ phúc duyên được sư phụ thế phát. Lúc đó mẹ tôi cười bảo, hồi còn nhỏ con không ưa để tóc, thường phải cạo đầu. Lần này xem như là cạo vĩnh viễn rồi đó. Tôi hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của mẹ. Bà muốn tôi nhất định phải kiên tâm đi trên con đường này đến cùng, không được hồi đầu. Sư phụ từng hỏi tôi, con có sợ khổ hay không? Tôi thưa, dạ không. Bởi vì gần 7 năm sống trong quân đội, đã mài luyện ý chí tôi kiên cường vô úy. Nhưng khi làm tiểu sa di, lần đầu đối diện với công tác gánh phân, tôi không khỏi kinh hãi. Con gái thành phố chưa từng gánh nước hay gánh qua bất cứ thứ gì, bây giờ phải gánh đôi thùng phân to đùng, vừa dơ vừa thúi, văng lên mình là muốn nôn. Nhưng tôi chuyển niệm nghĩ lại, muốn học hạnh Bồ Tát thì phải dùng đây mà phá ngã, phá hết chấp trước đối với sắc thân. Tôi nhớ hồi ở y viện, từng công tác điều trị tại khoa phỏng, hằng ngày tiếp nhận bệnh nhân thảm đến chẳng nỡ nhìn. Vì toàn bộ mặt mày nạn nhân đều phỏng. Những nạn nhân này trong quá khứ từng có dung nhan thanh tú xinh đẹp mê hồn, cũng có người anh tuấn tài hoa siêu quần bạc chúng, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, họ đã bị ngọn lửa cướp đoạt nhan sắc và tính mệnh, thậm chí bị phỏng đến hình dạng xấu như ma, chẳng ra dáng người nữa. Sắc thân này vô thường và chẳng có gì đáng để ái tiếc. Tôi đặt mình vào lúc đang công tác chữa trị những người đang sống mà thân bị thiêu cháy, thì lập tức có thể vui vẻ gánh phân ngay. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích ứng với mọi công tác gánh nước, bữa củi, cày ruộng, gieo trồng, nấu cơm, hành đường, vân vân. Các công việc này hồi ở thành phố tôi chưa làm qua. Tôi hiểu lao động cũng là một loại thiền mỹ lệ, giúp đã phá mọi chấp trước và mài luyện tâm trí, làm giảm thiểu vọng tưởng và tăng gia phúc báo. Tôi không ngăn được giọt lệ cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Tôi thầm cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, làm chướng ngăn tâm trí, huệ căn mộng bạc. Nghĩ đến sư phụ muốn tôi phát tâm đại bồ đề, lấy giới làm thầy, lấy cảnh khổ làm sư, tôi xấu hổ vạn phần. Một lần tình cờ, tôi đến vùng Tuyết Sơn, bị tín ngưỡng toàn dân ở đây làm chấn động, bất kể họ bao nhiêu tuổi, từ em nhỏ khoảng 3-4 tuổi cho đến người lớn 70-80, tất cả đều chí thành, cứ tam bộ nhất bái, 5 dốc sát đất đảnh lễ Phật. Dù trời đang lạnh buốt rất khắc nghiệt, tuyết rơi phủ núi. Nơi này, dù thiếu nước ít lương, cảnh ăn tuyết nằm sương, cũng chẳng ngăn được nhiệt tâm đảnh lễ của họ. Khát thì nếm một nắm tuyết, đói thì nuốt một nhúm bột samba. Tâm tư họ cực kỳ thành kính, nhờ vậy mà có được niềm vui thánh khiết. Đây há tâm của kẻ thường nhân có thể hiểu tới, tuy khổ tu mà chẳng khổ, trong cực khổ mà cực lạc. Về đến nước mình rồi, tôi cảm khái vô hạn so với đạo tâm của người dân ở Tuyết Sơn. Hàng tu sĩ nội địa chúng ta sống nơi đây đâu có đạm bạc gì. Một bề là đang hưởng phúc đó chứ. Nhưng lúc sau cuộc sống hưởng thụ vật chất cao độ, tinh thần đạo đức thường bị suy di. Vì người ta dễ lười biếng, mặc tình buông lung, ham hưởng thụ, nên dễ tật đố và phát sinh chướng ngại, biến chiếc áo tu hành thành ô bảo hộ. dung túng tham sân si mạng nghi, tàn ẩn bên trong, mặc tình cho chúng phát triển sinh sôi tràn lan, tôi thầm cảm thấy mình là hạng người có chủng tử địa ngục, chẳng chút tu hành. Ác tập dẫy đầy, mượn áo Như Lai mà không có chi để đền đáp, thật thẹn với danh thích tử. Chư Bồ Tát kiếp xưa từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực. Tuy chẳng có phúc báo, càng không trí huệ, chỉ có một trái tim nhỏ bé, cũng làm gan phát nguyện. Xin dùng máu mình sao chép Phật Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tận hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sinh cùng đăng Bồ Đề, viên thành Phật đạo. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tôi không thể cắt lưỡi làm mực như Đại sư Trí Thành, nên chỉ trích máu tay làm mực, chép Kinh Hoa Nghiêm. Đến nay đã chép xong Kinh Địa Tạng, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Kinh Kim Cang, Kinh Phổ Môn, Kinh A-di-đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hiện chưa chép xong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Một đời chẳng mong cầu chi, xuất gia là tôi tự chọn, không hối hận, kiên định không đổi. Bởi mới nói, vinh hoa phú quý, danh hư lợi ảo, thâm tình bè bạn, ái tình. Tất cả chẳng qua, chỉ là mộng huyễn bào ảnh khói sương qua mắt. Ta bà thế giới nhiều khổ không vui, chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú, là Phật tử lưu lãng trong cõi ta bà. Bấy lâu trôi nổi bên ngoài đã thấm bệt, khốn đốn, xin hãy nên sớm quay về. Quả khanh kính bút, và xin sám hối sư Diệu Dung vì đã ghi mà không xin phép. Nguyên nhân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại Bệnh viện Chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá. Là con trai út, chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước. Nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang. Có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trường phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có 3 chị em gái, lại công tác kề cận, toàn với nữ y tá. Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Sương, người chủ trì cho chàng, còn ghi bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng, có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ, Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào Đại học Y đạt thành tích hạng U tại Bangkok. Suốt 6 năm học Đại học Y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày, khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là, buổi trưa và tối, chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà, ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng, nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết, bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay, đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng, nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Song, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa. Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ? Phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai, mới mong giải oán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ. Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn, bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi vô lực, như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi, cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể, tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé, mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn định, tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng nó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ ơi hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với bác sĩ. Kim nữ sĩ, vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng, lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh, ít nhất 7 bộ. Hàng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được 1 tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bắt tôi. Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý của em cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhìn cô sống lại, tìm được niềm tin. Tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thị kiếp đến nay, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp, mà chúng ta tạo vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên, ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời, trách người, chỉ thành tâm sám hối, rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang sư Tuyên Hóa giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ, và thay vì bị phá, cũng nhờ nghe kinh, nương theo đó mà giải oán. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, 10 mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó, có một bà hơn 50 tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp, kể lễ nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sanh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay, để tránh tương lai bị bệnh. Nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba tươi sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà, phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người, khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng, cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng, muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình giới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bớt xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc. Tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyện tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà, mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác, thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh, thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt. 1. Phải thường nói con cái tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 2. Phải thường nói sinh hoạt tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 3. Phải thường nói thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 3 điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hạnh nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sát xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp, Hòa Thượng Diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Pháp Quang Kỳ Án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin, vội đến hiện trường. Nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng, thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì. Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức. Còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú, là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham dũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngưu Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý. Tại pháp đình, thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông Đoan, hăm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chướng mới, ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện, hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan, làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền, vừa kiều diễm. Năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô, là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát. Biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động, thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động, thì đột nhiên có 3 con chó xông đến. Khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã lôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. 3 con chó đao phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy đi như làn chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Người trồng tài hoa. Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu. Lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình, làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ 3 trong nhà, trên có anh và chị, dưới có 2 em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi, nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ 4. Nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó, Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện, thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Gia Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt 1 năm rưỡi. Cuối cùng, nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản đã được chấp nhận. Trường thông báo nội trong 1 tháng, Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt, Thuận đã 3 lần 4 lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên. Nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên Nhật. 1 năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng, nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này, con cô Quyên đã 1 tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn lên không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười, không bán thân, trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây, nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng, Quyên luôn tự tin. Tất cả, mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại, còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư trường mình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là động sự. Nhưng không bao lâu, thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt. Song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định, đợi khi mình khỏe mạnh lại, sẽ dẫn con gái Tiểu Mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ. Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước, và hè tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến, hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó, chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thực thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phủi luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phủ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới, và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn độ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Dừng đến đó, nàng chỉ chút thêm nhục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn kêu bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Giờ thân tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là Hoa Kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó, Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi, thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản. Cái micro ấy vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận, người chồng bạc tình phụng nghĩa dẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ, vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê. Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian, chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lời riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ, kim bác sĩ Thuận, việc công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo.